Sáng 30 tháng 12, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 29 tháng 12, Đồng Nai ghi nhận 1.738 ca mắc COVID-19, trong đó có 154 ca phát hiện qua xét nghiệm PCR và 1.584 ca test nhanh dương tính. Nhìn chung, số ca mắc có xu hướng giảm bền vững trong những ngày qua. Số ca tử vong trong ngày là 17 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới. Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành văn bản cho phép công nhận kết quả test nhanh dương tính để xác định F0. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho tỉnh trong việc phát hiện ca mắc và điều trị cho bệnh nhân. Một khó khăn được Sở Y tế nêu lên là tình trạng hạn chế trong nguồn cung cấp oxy y tế, rất dễ dẫn đến thiếu hụt trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là nếu xuất hiện biến chủng mới Omicron. Về vấn đề này, Sở Công Thương cho biết vừa qua đã làm việc với các đơn vị cung ứng oxy trên địa bàn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều đã hoạt động hết công suất. Bên cạnh đó, một phần nguồn oxy cũng được dùng để phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp. Hiện nay, các đơn vị đang nỗ lực huy động thêm các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh, nhưng cần sự hỗ trợ phối hợp từ Bộ Công Thương, tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các đơn vị liên quan. Hiện nay, 1.685 doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã trở lại hoạt động, chiếm 99% số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã đề xuất sớm được tiêm vaccine mũi 3 cho người lao động để đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến nay tỉnh đã chi số tiền gần 2.890 tỷ đồng, đạt hơn 97% số tiền đã phê duyệt. Tuy nhiên, một số chính sách sẽ hết hạn trong tháng 12 năm 2021. Sở Lao động Thương binh Xã hội đang đôn đốc các đơn vị hoàn thành chi trả đúng thời hạn. Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, sau thời gian thí điểm vừa qua, việc cho học sinh đến trường đã đạt kết quả tốt. Đến nay, đã có 92 trường tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp. Tổng số học sinh đi học là gần 27.000 em, đạt gần 94%. Sở Giáo dục Đào tạo đang xây dựng kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để mở rộng việc cho học sinh đến trường. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng khẳng định, dù số ca mắc và tử vong có giảm, nhưng Sở Y tế vẫn cần tiếp tục tập trung để làm tốt công tác điều trị, trong đó cần quan tâm việc đảm bảo nguồn oxy và thuốc điều trị COVID-19. Sở Công Thương sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và các đơn vị liên quan hỗ trợ đề nghị các doanh nghiệp cung ứng đủ oxy cho tỉnh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có công văn kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế cung cấp thêm thuốc điều trị COVID-19 cho Đồng Nai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác thí điểm cho học sinh học trực tiếp trong thời gian qua. Sở Giáo dục Đào tạo cần có báo cáo kết quả thí điểm và đề xuất kế hoạch tiếp theo trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế và các địa phương sẽ làm việc để thống nhất về dự thảo kế hoạch này trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, việc tổ chức cho học sinh đến trường nên được tổ chức sau Tết để đảm bảo ổn định. Cái thi học kỳ của mình thì cũng sẽ gần kết thúc rồi. Thôi để cho nó ổn định, đừng có xáo trộn. Thì thôi chúng ta tiếp tục, chúng ta tổ chức thi cái học kỳ 1 cho nó xong. Và sau đó thì chúng ta sẽ triển khai cái kế hoạch trước Tết. Trước Tết rồi sau đó thì qua Tết tới học kỳ 2. Đầu học kỳ 2 thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tổ chức cho học trực tiếp. Về an sinh xã hội, vẫn còn khoảng 24.000 người chưa được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Do đó, các huyện, thành phố cần khẩn trương chi hỗ trợ kịp thời cho người dân. Sở Thông tin Truyền thông cần tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Đối với công tác chuẩn bị Tết cổ truyền, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu để có văn bản chỉ đạo các hoạt động trong dịp Tết. Trong đó, tinh thần là phải có không khí Tết nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch.